Sau thời gian thông báo ở ẩn, Diệp Không Chổi đã công khai lộ diện thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, nữ hot TikToker còn làm một việc giống hệt Xoanh làm dấy lên nhiều nghi vấn. Câu chuyện về cặp đôi TikToker Diệp và Xoanh đến nay sau gần một tháng thì vẫn là đề tài nóng được người dùng mạng xã hội vô cùng quan tâm. Theo đó, từ giữa tháng 3 đến nay, Xoanh và Diệp đã liên tục dính những nghi vấn đường ai nấy đi, chính thức chia tay sau 5 năm yêu nhau và về chung nhà. Thời gian qua, cư dân mạng không ngừng đồn thổi những thông tin như đàng gái ngoại tình, đàng trai thay đổi dẫn đến chia tay khiến cuộc sống của Diệp và Xoanh dường như đảo lộn. Trải qua hàng loạt những lời đồn thổi, nhưng cả hai đến hiện tại vẫn chưa có lên tiếng chính thức nào về việc chia tay. Riêng về những nghi vấn Diệp có bầu với người khác, ngoại tình trong lúc yêu nhau thì đã được Xoanh lên tiếng đính chính cho vợ. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn liên tục công kích Diệp khiến cô phải tắt hoạt động mạng xã hội thời gian dài. Mới đây, Diệp đã chính thức lộ diện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Theo đó, hình ảnh của cô nàng được trang TikTok của một salon tóc đăng tải. Sau thời gian im ắng, Diệp quyết định thay đổi bản thân, tân trang diện mạo. Hình ảnh mới của nữ TikToker nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Đặc biệt, chi tiết mặc áo ôm body để lộ rõ vòng hai thon gọn đã dập tắt tin đồn mang thai trước đó. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra tâm trạng của Diệp không còn vui vẻ như trước, đôi mắt buồn, ẩn chứa nhiều tâm sự. Cộng đồng mạng cho rằng sau nhiều ồn ào trước đó, cô nàng quyết định làm mới bản thân, đón nhiều điều tích cực hơn. Bên cạnh đó, chiếc nhẫn tàng hình trên tay cô nàng cũng làm các fan thắc mắc. Việc Diệp công khai lộ diện và tân trang diện mạo đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mối quan hệ với Xoanh đến hiện tại vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có thông báo chính thức nào từ cả hai. Dù vậy, các fan không khỏi tò mò vì chỉ cách đây vài ngày, Xoanh cũng gây chú ý với mái tóc mới. Việc cả Xoanh và Diệp cùng đi làm tóc cùng thời điểm đã khiến netizen đặt ra nhiều câu hỏi liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cả hai đã làm lành, trở về bên nhau. Trước đó, cư dân mạng còn phát hiện cặp đôi vẫn tương tác qua lại nhưng ở một nơi kín đáo, ít người biết đến. Cụ thể, thay vì tương tác trên những mạng xã hội phổ biến, cặp đôi chọn chia sẻ cảm xúc trên Threads. Khi Xoanh đăng ảnh mới, Diệp lập tức vào bình luận chê là trẻ trâu. Dân mạng còn phát hiện cặp đôi theo dõi nhau trên ứng dụng này. Với những động thái này, netizen liên tục đặt nghi vấn cặp đôi đang diễn cảnh chia tay để kiếm view. Trước đó, một kênh TikTok chuyên phốt đời tư của loạt TikToker cũng từng ám chỉ Xoanh, Diệp đang cố tình dắt mũi dư luận. Diệp và Xoanh cặp đôi hot TikToker với những content yêu đương nhí nhảnh, Xoanh và Diệp nhận được sự quan tâm lớn và chúc phúc của dân tình. Xoanh tên thật là Trần Minh Sơn Anh, sinh năm 1998, sở hữu kênh TikTok có hơn 4,3 triệu người theo dõi. Còn Diệp tên thật là Bùi Thị Bích Diệp, sinh năm 1999, chủ kênh TikTok có hơn 1,7 triệu người theo dõi và được biết đến nhiều hơn với biệt danh Diệp Không Chổi. Thời điểm cả hai rộ lên tin đồn ly hôn, netizen cũng phát hiện rất nhiều động thái lạ của cặp đôi trên mạng xã hội, như việc Xoanh unfollow Diệp trên TikTok. Cụm từ tìm kiếm Diệp Không Chổi ngoại tình liên tục xuất hiện trên thanh tìm kiếm trong các video liên quan đến cả hai. Hình ảnh đại diện trên trang cá nhân được thay đổi thành màu đen, kèm theo đó là các dòng mô tả tiểu sử như đang thông báo kết thúc chuyện tình. Với những động thái này, netizen liên tục đặt nghi vấn cặp đôi đã đường ai nấy đi và đồn đoán nguyên nhân là do Diệp ngoại tình.